thời gian đầu mới biết đến giáo pháp của Đức Phật. Trong những lúc nghe pháp suy tư về pháp và nhớ nghĩ về ân Đức Phật, trong con có một dòng cảm thọ rất mạnh. Lúc thì thọ lạc, có mặt với tâm an lạc hạnh phúc thì may mắn, vì may mắn gặp được chánh pháp. Có lúc thọ khổ, có mặt với tâm hổ thẹn xấu hổ về những hành vi bất thiện tạo ra từ trước. Như vậy thọ lạc thọ khổ có mặt trong lúc đó có bị coi là tâm bất thiện không và có tạo nghiệp xấu không? Cái vấn đề á, là mình thứ nhất á, là khi mà các cái cảm thọ đó thì mình có thực hành cái thọ quán niệm xứ hay không, tức là mình có quan sát đúng với bản chất của nó hay không, mình có quan sát là duyên sanh rồi duyên diệt của nó hay không, tức là vì đâu mà nó sanh lên rồi vì đâu mà nó biến mất, có theo dõi nó hay không, rồi có phát triển trí tuệ quán hay không, đó mới là cái quan trọng. Thành ra đó là thọ lạc thì đương nhiên là tốt, thọ lạc đương nhiên là tốt. Nhưng mà mình thọ lạc rồi đó, rồi mình có ứng dụng vào cái ứng dụng chánh pháp hay không, có học pháp hay không, có hành pháp hay không, thì đó mới là quan trọng. Còn cái chuyện mà thọ khổ á, khi mà nghĩ đến cái chuyện bất thiện của mình á, thì đó là cái trạo hối, tức là trạo cử và hối quá, là cái sự hối hận vì những chuyện mình đã làm. Khi mình có cái sự hối hận về những chuyện đã làm á, thì chúng ta nên giải quyết nó. Một á, là chúng ta nên đi sám hối ha, để chúng ta làm sạch cái giới hạnh của mình lại và để mình khắc phục những cái lỗi lầm. Cái thứ hai đó, là để mình không có còn phải suy tư về những cái lỗi lầm đó nữa. Thì nhờ như vậy đó, mình sẽ thoát ra khỏi cái trạo hối. Và nên nhớ những cái sự mà tiếc nuối trong quá khứ, nó chỉ nên là một cái bài học để mình rút kinh nghiệm và không phạm phải lần sau nữa. Chứ không phải là mình sám hối xong rồi đó, lần sau mình lại phạm tiếp cái lỗi đó rồi mình lại tiếp tục sám hối thì nó không có nên. Hoặc á, là có nhiều người họ xem cái chuyện đó như là một cái lý do để mình đổ thừa cho cái chuyện làm bậy của bản thân thì đó cũng là không có nên. Nên hiểu đúng.